Ok bạn, hello các bạn. Hôm nay mình lại chưa gây cho tiếp. Bây giờ mình đang mua đồ cho con tím này. Trời ơi, tôi cầm mấy cái đồ đạc này tôi sợ hãi luôn á. Tí mày xong chưa bà nội? Ôi trời, đợi tôi lấy cái áo màu tím nè, trời ơi. Ủa sao cái áo màu tím kia nó to cao vậy? Chưa lấy được áo một tím à. Để tôi vào phòng thay đồ nha. Ở tôi dẫn bà đi. Đi ơi. Ừ. Chỉ là mình sẽ bây giờ mình sẽ không ngừng. À. Bà bây giờ bà đi ra chỗ khác, bà ngồi chờ để tôi mặc quần áo cái quay. Ok. Bây giờ là cái tiếng rồi, con tiếng này. Ok. Cái tóc này nó không có điệu nha. Đừng nói cái tóc nó điệu. Sợ lắm. Tiếng mà nghe thấy là mình sợ lắm. Tiếm không thích có điệu không? Ừ. Chơi. Trời. Mày đang quay mà mình không hiểu, tôi nghe mà hát xì hơi luôn. Ok. Mấy cái thằng nhà sản xuất đó nó cứ để nhầm tóc luôn. Không hiểu sao cái búi tóc này nó không nồng được một tí mà này. Cho sạc pin quay. Cái bôi, cái quen luôn cái này. Ừ, đang xài nha. Ủa sao ấn ngoài màu đen rồi mà nó không hiện ra màu đen? Mình là một tấm. Tại vì tím thích màu đen à. Ba làm màu tím nữa. Thích mắt. Cái mũi nó không có mũi vậy, ngửi đồ ăn đủ dày trời. Phải có má hồng. Ủa, đúng mà con người phải kết thúc chứ. Mũ. Không nhưng mà đây là mình tạo ra nhanh nên là mình thích thì ấy, cái gì cũng được. Ui, không phải con chó. Đây tím mà con gấu mà trời. Cái mũ thì không có, cái bao tật thiếu rồi. Hai bọn tôi là hai chị em họ hàng nhưng mặc dù cũng gọi là hai chị em. À.
Mày phải chấp nhận điều này nè. Xong cái mẫu tiêm liệt. Mình cũng có chiếc sherry trên đầu. Để đến đó hai chị em không bao giờ quên nhau. Mình sẽ cho cái chiếc sherry đó. Ê nhưng mà tìm mãi không thấy sherry đâu cả. Ồ, ở đây. Cherry nó tận cuối. Nhưng mà sao không thấy có cherry ở lòi đây nhỉ? Ủa gì vậy? Uống vậy nên nó trốn sau cái tóc hả? Để nó đây. Coi như bạn nhìn thấy được. Đúng rồi. Người em có một con pet trên đầu, một con pet bên cạnh. Người chị không phải có. Pet bên phải. Trời ơi, tức ghê, không nhìn được con pet đâu cả. Mà cho con này. Cho con này. Thế con này giống kia chị kể đi đi. Coi như là hai con này cũng là chị em sinh ra. Hai chị em. Trời, cô téo à. Này mà bụng mỉm. Cái đuôi nó mềm như là chạm vào mặt mình là mình hói hơn chứ nhé luôn. Ủa không có khuôn tay à? Tức thiệt á. Hãy cho cái vòng này đi. Mặt trời nóng này. Hình như cái đó mình nhầm thành à. Ủa gì vậy? Mình không biết. Sao mặt trăng to dữ vậy? Người em có cái này anh ta. Ủa tức ghê. Có rồi, người chị cũng phải có. Ui dồi ôi, trái tim to quá. Kệ, nhìn cho nó kỹ. Thế này thôi là ọ kẹ rồi. Ọ kẹ nghĩa là gì? Ọ kẹ nghĩa là ok đấy. Người em mình nhớ cũng có một cái này. Ủa vậy? Ê. À ok. Mặc đồ ai biểu giống nhau.
Bây giờ mình đang thiết kế con tím. Ủa, lúc từ đầu mình cũng thiết kế con tím mà trời ơi, mình không biết gì trời nè. Dạ xong. Đến cái này mình cũng không nhìn được cái áo nào mới là cái áo khúc đẹp đó. Nhưng mà mình sau khi mình đã chọn rất nhiều cái áo được. Mình định hình thẻo rồi. Nên mình không quên áo khúc đẹp. Ủa nghĩ em mặc váy hay mặc quần ta? Không mặc 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 không mặc quần. Cái đuôi.